quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Phát biểu trong một họp báo được phát sóng trên truyền hình quốc gia, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine cho hay quân đội của họ đã tiến sâu 28 đến 35 km vào khu vực cớt của Nga. Ngày 20 tháng 8, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky cho hay quân đội của họ đã tiến sâu 28 đến 35 km vào khu vực cớt của Nga, trong khi Moscow đang điều động một số quân từ các hướng khác để tăng cường các vị trí ở cớt. Phát biểu trong một cuộc họp báo được phát sóng trên truyền hình quốc gia, ông Oleksandr Syrsky thông báo Nga cũng đang gửi thêm quân đến khu vực Pokrovsk ở phía đông Ukraine, nơi chứng kiến cuộc giao tranh dữ dội nhất trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine kể từ tháng 2 năm 2022. Trong khi đó, tướng Avdi Alodinov, chỉ huy quân đội phản ứng nhanh Akhmat thuộc lực lượng vệ binh quốc gia Nga, dự báo chiến sự tại Kursk sẽ kết thúc trong vòng 2 đến 3 tháng tới với chiến thắng thuộc về Nga. Trong cuộc trao đổi với phóng viên chiến trường Trung Quốc Lưu Vũ Quang, tướng Alodinov khẳng định quân đội Ukraine sẽ thất bại tại Kursk. Ông cũng cho rằng chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga có thể kết thúc trong cùng thời gian đó. Tướng Alodinov được xem là ứng cử viên kế nhiệm người đứng đầu Cộng hòa Chechnya Ramzan Kadyrov, trước đó từng tuyên bố cuộc xung đột sẽ kết thúc trong năm nay với chiến thắng hoàn toàn thuộc về Nga. Triều Tiên lên án cuộc tấn công của Ukraine vào Nga là hành động khủng bố không thể tha thứ mà Mỹ và phương Tây hậu thuẫn, đồng thời khẳng định sẽ luôn sát cánh cùng Nga trong nỗ lực bảo vệ chủ quyền, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin ngày 18 tháng 8. Theo bản tin của hãng thông tấn KCNA, hành động của Ukraine khi tấn công Nga là sản phẩm của chính sách chống Nga do Mỹ tạo ra, đẩy tình hình đến bờ vực thế chiến thứ ba. Bài viết cho rằng Mỹ đã trao cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lượng vũ khí sát thương khủng khiếp. KCNA dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết, chúng tôi lên án mạnh mẽ cuộc tấn công vũ trang vào lãnh thổ của Nga mà chế độ Kiev thực hiện dưới sự kiểm soát và hậu thuẫn của Mỹ và phương Tây. Đây là hành động xâm lược và khủng bố không thể tha thứ. Triều Tiên tăng cường đáng kể mối quan hệ ngoại giao với Nga trong năm qua với hai cuộc gặp thượng đỉnh của lãnh đạo hai nước, cam kết hợp tác chặt chẽ hơn trong mọi lĩnh vực. Vào tháng 6, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin ký hiệp ước xác nhập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, bao gồm điều khoản về phòng thủ chung. Hàn Quốc, Ukraine và Mỹ cáo buộc Triều Tiên cung cấp pháo và tên lửa cho Nga để sử dụng trong chiến trường Ukraine, nhưng Bình Nhưỡng và Moscow phủ nhận. Phát ngôn viên phong trào Hamas Osama Haddam hôm 19 tháng 8 tuyên bố rằng Mỹ đang cầu giời cho chính quyền Israel tiếp tục chiến dịch quân sự ở dải Gaza. Ông nói, Mỹ chỉ đang cầu giời cho Israel tiếp tục chiến dịch quân sự ở dải Gaza. Phía Tel Aviv từng bác bỏ nhiều điều khoản trong đề xuất được Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra vài tháng trước. Đề xuất đã được Hamas nhất trí. Ông Haddam nói với hãng thông tấn Al Jazeera, tuyên bố trên của phát ngôn viên Hamas được đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trước đó cùng ngày đã có chuyến công du tới Israel. Sau các cuộc gặp với lãnh đạo Tel Aviv, ông Blinken tuyên bố Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đảm bảo sẽ ủng hộ đề xuất của Washington nhằm thu hẹp những khác biệt trong một lệnh ngừng bắn ở dải Gaza. Lực lượng phòng vệ Israel IDF đã tiến hành một số vụ không kích nhằm vào thung lũng Beka ở Liban, nơi nhóm Hezbollah đặt một số cơ sở quan trọng. Nguồn tin an ninh Liban trả lời phỏng vấn trang Al Arabiya nói rằng nhiều kho đạn Hezbollah nằm ở khu vực Tamnin Antata, Al-Safri và Sara Ain thuộc thung lũng Beka đã phải hứng chịu ba cuộc không kích của IDF trong đêm 19 tháng 8. Al Arabiya sau đó đã lên mạng xã hội X chia sẻ hình ảnh một đám cháy lớn xảy ra gần thành phố Baalbek của Liban. Có thể thấy một số quả cầu lửa từ đám cháy trên bay ra những khu vực xung quanh, trong khi tiếng động cơ máy bay có thể nghe thấy rõ. IDF trong một thông cáo đã đưa ra sau đó xác nhận các tiêm kích của họ đã không kích một số kho đạn nằm sâu bên trong thung lũng Beka. Sau các đòn không kích, nhiều vụ nổ thứ cấp đã xảy ra chứng tỏ sự hiện diện của nhiều loại vũ khí đặt bên trong những nhà kho bị tấn công. Không quân Ukraine gần đây đã không kích tiền đồn của cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB nằm ở tỉnh biên giới Kursk. Trang Milliword trích đoạn video được tài khoản Telegram Sonia Snik, thân Ukraine, đăng cho thấy lực lượng không quân Ukraine đã sử dụng hai quả bom thông minh GDAMER để tấn công tiền đồn FSB nằm ở làng Tiokino, Kursk. Được biết, vị trí tiền đồn trên cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 2 km. Milliword đã nhận định đây là lần thứ hai trong một tuần qua truyền thông Ukraine ghi nhận không quân nước này tiến hành hoạt động tác chiến nhắm vào mục tiêu quân sự của Nga nằm trong địa phận của làng Tiokino.
Trước đó, vào ngày 14 tháng 8, các UAV trinh sát Ukraine xâm nhập vào không phận tỉnh Kursk của Nga đã ghi lại hình ảnh nhiều trạm quan sát và chỉ huy cùng một nhà kho chứa trang thiết bị quân sự của Nga nằm ở làng Tiotkino bị không kích. Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận dòng người rời Ukraine kỷ lục. Ông cũng tuyên bố thành lập một bộ mới để làm việc với những công dân đã rời khỏi đất nước. Chủ tịch Ủy ban Phát triển Kinh tế Verkhovna Rada, ông Dmitry Natakluka, cho biết hồi ngày 4 tháng 7 rằng mỗi ngày có khoảng 200 thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ cố gắng rời khỏi lãnh thổ Ukraine. Ông nói, trước đây chúng tôi chưa bao giờ có một bộ phận người dân như vậy ở nước ngoài. Chúng tôi đang nói về hàng triệu triệu người Ukraine của chúng tôi. Ông Zelensky nói với các nhân viên Bộ Ngoại giao Ukraine, theo ông, những công dân ra nước ngoài chịu ảnh hưởng của tuyên truyền Nga và bị tước đi sự kết nối văn hóa với đất nước của họ. Để chống lại ảnh hưởng của Nga đối với những công dân Ukraine đã rời khỏi đất nước, một bộ phận mới sẽ được thành lập, đảm nhiệm một số chức năng của Bộ Ngoại giao. Ông Zelensky nói thêm, hàng triệu người dân của chúng tôi đang ở các quốc gia khác và họ phải có trách nhiệm bảo vệ lợi ích của quốc gia mình. Trước đó, Giám đốc Viện Nghiên cứu Xã hội và Nhân khẩu học Ukraine Ella Libanova cho biết, dân số nước này đến năm 2033 có thể đạt tối đa 35 triệu người. Theo bà, Ukraine sẽ có thể hồi hương không quá một nửa số công dân đã rời khỏi đất nước. Chế độ thiết quân luật được áp dụng ở Ukraine từ ngày 24 tháng 2 năm 2022. Ngày hôm sau, ông Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh tổng động viên việc nam giới từ 18 tuổi đến 60 tuổi rời khỏi Ukraine trong thời gian thiết quân luật đều bị cấm. Đối với hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự trong thời gian huy động, nước này quy định trách nhiệm hình sự dưới hình thức phạt tù lên tới 5 năm. Lệnh triệu tập có thể được tống đạt ở những nơi khác nhau. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo nước này tiếp tục đạt được tiến triển ở tỉnh Rostov của Nga với việc các lực lượng vũ trang Ukraine bắt giữ thêm nhiều lính Nga trong sáng ngày 19 tháng 8. Viết trên Telegram ngày 19 tháng 8, ông Zelensky cho biết ông đã nghe các báo cáo mới của tướng Oleksandr Zinsky, tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine. Ông nói tư lệnh trưởng đã báo cáo chi tiết mới về chiến dịch ở tỉnh Kursk. Chúng tôi đang đạt được những mục tiêu của mình. Sáng nay, số lượng tù binh đã được bổ sung cho đất nước chúng ta. Tổng thống cho biết ông Zelensky đã báo cáo về tình hình chiến trường, đặc biệt là các cuộc chiến khốc liệt ở mặt trận Pokrovsk và sự phòng thủ ở Toretsk. Ông nhấn mạnh rằng, chúng tôi đang làm việc đảm bảo cung cấp vũ khí và thực hiện các hành động quyết định cần thiết từ các đối tác của chúng tôi cho các hoạt động ở mặt trận. Ngoài ra, Tổng thống cũng đã đề cập rằng ông và tướng Zelensky đã thảo luận về một số khía cạnh của chương trình tên lửa Ukraine. Từ chiều ngày 15 tháng 8, ông Zelensky cho biết các lực lượng Ukraine đã kiểm soát 82 khu định cư của Nga. Cũng trong ngày 15 tháng 8, các nguồn tin của Ukrainska Pravda trong cơ quan an ninh Ukraine đã đưa tin rằng các lực lượng đặc biệt của Ukraine đã bắt giữ 102 lính Nga ở tỉnh Kursk. Lực lượng đổ bộ đường không của Ukraine đã chia sẻ video về những giờ đầu tiên của chiến dịch ở tỉnh Kursk của Nga. Video cho thấy dọn mìn, phá dỡ biên giới, phá hủy phòng tuyến phòng thủ của đối phương và các hoạt động không quân, pháo binh và bắt giữ tù binh chiến tranh. Sau đó, lữ đoàn đổ bộ đường không 80 của các lực lượng vũ trang Ukraine đã chia sẻ những giờ đầu tiên của chiến dịch quân sự ở tỉnh Kursk ở Nga. Các lực lượng Ukraine đã dỡ bỏ tuyến phòng thủ, phá hủy một trạm kiểm soát biên giới và bắt giữ hơn 50 lính Nga. Quân đội Nga liên tiếp giành quyền kiểm soát 3 ngôi làng tiền tuyến ở Donetsk chỉ trong một ngày khi Ukraine không thể phản công đáp trả. Bộ Quốc phòng Nga mới đây tuyên bố, quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn ngôi làng tiền tuyến Sviridonovka ở vùng Donetsk, phía đông Ukraine và tiến gần hơn đến trung tâm quân sự Pokrovsk. Sviridonovka là địa điểm mang tính chiến lược quan trọng, trong một thời gian dài nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Ukraine và tạo ra mối đe dọa đáng kể với lực lượng Nga. Việc giành quyền kiểm soát ngôi làng này cho phép các lực lượng Nga củng cố vị trí của họ theo hướng Pokrovsk và đã tạo ra các điều kiện thuận lợi hơn cho việc tiến xa hơn. Cùng ngày, nguồn tin quân sự cũng báo cáo về Nga thành công kiểm soát các ngôi làng tiền tuyến khác như Novozhennoye và Zavetnoye nằm ở hướng Pokrovsk. Đến nay, hai ngôi làng đều không có sự hiện diện của quân nhân Ukraine. Theo thông tin nhận được từ các nguồn tin quân sự, các cuộc tấn công của Nga nhằm vào những ngôi làng tiền tuyến này đều được tiến hành trong điều kiện lực lượng vũ trang Ukraine kháng cự mạnh mẽ. Tuy nhiên, nhờ sự tác động phối hợp hiệu quả từ các đơn vị, quân đội Nga đã có thể đạt được các mục tiêu kiểm soát hoàn toàn khu vực. Cả Novozhennoye và Zavetnoye đều nằm trong một khu vực chiến lược quan trọng do Ukraine kiểm soát trong một thời gian dài.
Việc giải phóng các khu định cư này cho phép quân đội Nga củng cố vị trí của họ và tạo điều kiện cho một cuộc tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine ở Donetsk. Trong một diễn biến khác, một số nhóm tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine đã mang theo nhiều thiết bị quân sự tràn vào thành phố Toretsk cũng thuộc Donetsk và bắt đầu những trận chiến dữ dội với Ukraine. Trên thực tế, điều này có nghĩa là một cuộc tấn công toàn diện vào Toretsk đã có thể bắt đầu. Nhiều sĩ quan Ukraine chỉ huy các đơn vị bảo vệ Toretsk trước đó đã báo cáo về những khó khăn mà lực lượng vũ trang nước này gặp phải trong khu vực và tình trạng hiện tại ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn với họ. Từ 5 đến 8 thiết bị quân sự của Nga đã tiến vào, có những trận chiến dữ dội đã xảy ra. Một sĩ quan của lực lượng vũ trang Ukraine có biệt danh Alex chia sẻ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sĩ quan này không phải là người duy nhất nói về mức độ nghiêm trọng của tình hình ở Toretsk. Các chuyên gia Ukraine đã bắt đầu đưa ra những kịch bản khác nhau về hậu quả của việc quân đội để hệ thống phòng thủ ở Donetsk sụp đổ đối với đất nước. Lực lượng phòng vệ Ukraine đã chiếm được Apanosovka, Snagost, Otruba và tiến vào Olgovka ở tỉnh Kerch của Nga vào ngày 18 tháng 8. Ngoài ra, quân đội Nga còn tiến gần các khu định cư Pishchane, Skogne, Mykolaivka, Zaliznyansk, Novozelane, ở Nelipivka và New York ở tỉnh Donetsk. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK ngày 18 tháng 8 cho biết, lực lượng Ukraine tiếp tục tiến dọc theo toàn bộ đường liên lạc ở tỉnh Kerch của Nga vào ngày 18 tháng 8 và đã đạt được một số tiến bộ về phía đông nam thị trấn Sudza. Các nhà phân tích quân sự báo cáo rằng, các video định vị địa lý được công bố vào ngày 17 tháng 8 cho thấy, quân đội Nga tấn công một xe bọc thép của Ukraine ở phía bắc của Martinovka, phía đông bắc Sudza, cho thấy lực lượng Ukraine gần đây đã tiến tới đó. Một blogger quân sự Nga tuyên bố vào ngày 18 tháng 8 rằng lực lượng Ukraine đã chiếm được Troitskoye, phía nam của Korenevo và cách biên giới khoảng 2 km, và tiến tới Semenovka, phía bắc Sudza và cách biên giới khoảng 24 km. Đoạn phim định vị địa lý được công bố vào ngày 17 và ngày 18 tháng 8 cho thấy các lực lượng Ukraine tiếp tục hoạt động trong phạm vi tối đa, được tuyên bố là tiến quân của Ukraine ở tỉnh Kerch.